Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố. Tiếp đến sẽ đến lượt Hải Tàu Hoàng Trung Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can trong hai vụ án lớn. Cùng trong ngày thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2020. Các vi phạm hình sự này hầu hết đã thực hiện khoảng trong 4 năm trước đó, nhưng nay mới khởi tố. Dù sao cũng nhen thêm mồi lửa vào cái lò đốt tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Hoàng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú, theo báo chí Việt Nam, ông Hoàng bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco. Trước đây, cuối năm 2016, ông Hoàng bị đảng kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ, bộ công thương trong thời gian 2011-2016. Khi đó, ông Hoàng bị kết luận là sai phạm khi tiếp nhận bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam. Quyết định điều động và đề cử ông Hải tham gia hội đồng quản trị Sabeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc công ty Sabeco. Đầu năm 2017, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Thường vụ Hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngoài ra, bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố cùng ngày với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, theo báo chí Việt Nam. Theo báo Thanh niên vào tuổi trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí Bà Hồ Thị Kim Thoa được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Chưa rõ bà Hồ Thị Kim Thoa có phải đang bị điều tra vì liên quan đến công ty Sabeco cô hay không. Tuy nhiên, trước đó báo chí nhà nước từ năm 2017 thống kê tổng giá trị tài sản liên quan đến công ty bóng đèn điện quang của 6 người trong gia đình của bà Thoa là khoảng 700 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 34. Phần trăm giá trị công ty Điện Quang. Theo nguồn tin thanh niên, ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất vàng số 2, Hai Bà Trưng, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Saveco. Khu đất 246 Hai Bà Trưng có diện tích 6.000 m2 được biết đến với vị trí đắc địa tại trung tâm quận nhất thành phố Sài Gòn với bốn mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và công trường Mê Linh cạnh bên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ban đầu khu đất này được cơ quan chức năng chủ trương xây dựng trụ sở văn phòng Sabeco và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng. Tuy nhiên, khu đất sau đó lại được chuyển sang cho công ty Sabeco doanh nghiệp có cổ phần của Sabeco. Cơ quan chức năng xác định khu đất 426 của trên đường Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa, song những người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đã chỉ định cho thuê đất không qua đấu giá gây thiệt hại cho nhà nước. Ông Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016 sau khi nghỉ hưu từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Ban Bí thư và Chính phủ đã quyết định kỷ luật xóa tư cách Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Hoàng do quá nhiều sai phạm. Cụ thể, ông Hoàng được cho xác định là thiếu gương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam Điều động ông Vũ Quang Hải tham gia hội đồng quản trị Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc công ty Sabeco. Vi phạm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ra ông vũ huy hoàng còn buông lỏng lãnh đạo kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc bộ công thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng tiếp nhận đánh giá bổ nhiệm quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý để một số cán bộ vi phạm kỷ luật bị khởi tố ban bí thư xác định các vi phạm khuyết điểm của ông hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ban cán sự đảng bộ của bộ công thương và cá nhân của ông vũ huy hoàng Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến đất vàng bốn mặt tiền ở quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Ông Vũ Huy Hoàng từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng một thuộc cấp bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ việc bán rẻ đất vàng cho Saveco. Theo nguồn tin riêng của tuổi trẻ ngày 10 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về cùng tội danh Ông Hoàng và bà Thoa cùng được cho tại ngoại. Liên quan đến khu đất vàng 246 ở đường Hai Bà Trưng, cũng theo nguồn tin của tuổi trẻ, một chuyên gia cán bộ của bộ này cũng bị khởi tố vào ngày hôm đó. Viện kiểm sát dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định này. Đến tối cùng ngày với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thực hiện khám xét nơi ở của ông Vũ Huy Hoàng. Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa đều do liên quan đến thửa đất vàng 6.000m2 tại địa chỉ 246 Hai Bà Trưng, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo hồ sơ tuổi trẻ tháng 6 năm 2004, trên cơ sở đề nghị của Saveco xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà cao tầng tại khu đất 246 đường Hai Bà Trưng, Bộ Công nghiệp cũ có văn bản đồng ý chủ trương di rời văn phòng để đầu tư mới và sử dụng hiệu quả khu đất hơn. Tháng 2 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp đang sử dụng để sản xuất kinh doanh trong đó có khu đất nêu trên. Tháng 10 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về việc Sabeco xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng cao ốc phức hợp 45 tầng bao gồm khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê. Trong văn bản trả lời ngày 6 tháng 11 năm 2007, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Sabeco nhưng đề nghị giá đất tính thu tiền sử dụng đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường. Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín chấp thuận giao Sabeco làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu phức hợp và có trách nhiệm nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường theo ý kiến của Bộ Tài chính. Trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2007, Hội đồng Quản trị Saveco có nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập công ty cổ phần bất động sản Saveco, Saveco Land, với vốn điều lệ 480 tỷ Việt Nam đồng nhằm thực hiện dự án này. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2013, do dự án này vẫn còn nằm trên giấy, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo giải thể Sapeco Land. Theo điều tra của tuổi trẻ vào tháng 6 năm 2014, từ một văn bản của Bộ Công Thương đồng ý chủ trương lựa chọn nhà đầu tư mới thay thế nhóm nhà đầu tư cũ xin rút Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco ở thời điểm đó là ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký báo cáo ngày 8 tháng 7 năm 2014 đề xuất nhóm nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần Sabeco Bia. Ông Vũ Huy Hoàng khi đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chấp thuận đề xuất của nhóm đầu tư nhằm thành lập Sabeco Bia. Tháng 2 năm 2015, Sapeco tái khởi động dự án thông qua việc thành lập công ty cổ phần đầu tư Sapeco Bia với vốn điều lệ khoảng 567 tỷ Việt Nam đồng, gồm các cổ đông Sapeco, công ty cổ phần Atlant, công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và công ty cổ phần đầu tư Mê Linh. Trong đó, Sapeco nắm giữ 26% vốn điều lệ gồm 18% góp bằng tiền mặt, và 8% có giá trị được hưởng lợi thế từ khu đất. Các cổ đông còn lại sẽ tiếp tục góp vốn bằng tiền mặt và nộp tiền sử dụng khu đất khoảng 1.236 tỷ Việt Nam đồng. Ngày 11 tháng 2 năm 2015, hợp đồng hợp tác giữa đầu tư giữa Sapeco và nhóm các nhà đầu tư được ký kết. Dù đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 thì Sapeco Beer mới nhận được quyết định cho thuê đất. Tháng 10 năm 2015, dự án đã xin được điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm hội nghị thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ bán thay vì chỉ là dự án xây dựng khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê chứ không có chức năng căn hộ ở cho thuê theo quy định ban đầu năm 2007. Đến tháng 6 năm 2016, Sapeco thoái vốn bằng cách bán đấu giá 14.733,342 cổ phần cho chính các cổ đông sáng lập thu về 195 tỷ Việt Nam đồng. Ngày 11 tháng 6 năm 2018, ba cổ đông còn lại cũng thoái sạch vốn khỏi công ty Sapeco Beer. Toàn bộ số cổ phần của công ty này cũng là chủ đầu tư của dự án rơi vào tay các cá nhân là ông Ngô Văn An nắm 98,53% vốn điều lệ, ông Trần Quang Huy 0,49% và bà Nghiêm Thị Hương 0,98%. Trước đó Tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Ban Bí thư kết luận ông Hoàng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương. Ông Vũ Huy Hoàng cũng đã chỉ đạo và thực hiện không đúng quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng quyết định của pháp luật trong việc thẩm định đề nghị khen thưởng huân trường lao động hạng 3 cho ông Đặng Vũ Ngoạn, hiệu trưởng trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Vũ Huy Hoàng còn buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng tiếp nhận đánh giá bổ nhiệm quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ để một số cán bộ vi phạm kỷ luật bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Các vi phạm khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và cá nhân của ông ta. Đến tháng 1 năm 2017, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong khi đó, bà Hồ Thị Kim Thoa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ khi bà còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Cơ quan kiểm tra xác định các vi phạm khuyết điểm của bà Thoa diễn ra trong thời gian bà giữ chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Đến tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu, bổ nhiệm thần tốc con ruột. Ngoài hàng loạt sai phạm trên, ông Vũ Huy Hoàng còn thiếu cương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải. Cụ thể, ông Hoàng tiếp nhận bổ nhiệm con trai làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam. Sau đó, năm 2015, ông Vũ Ông Vũ Quang Hải khi đó mới 28 tuổi đã được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm Phó Vụ trưởng tham gia Hội đồng Quản trị Sabeco để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Việc này của ông Hoàng được kết luận là vi phạm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Ông Vũ Huy Hoàng từng dính sai phạm liên quan đến nhiều doanh nghiệp dự án lớn. Như báo dân trí đưa tin ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối ông Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Hoàng được cho tại ngoại, được biết những vi phạm của ông Hoàng liên quan đến vụ án tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sabeco. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất 100% quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương. Trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Ông Vũ Huy Hoàng đã thiếu gương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận và bổ nhiệm con trai. Những việc làm đó đã vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội nguyên bộ trưởng bộ công thương cũng bị chỉ ra là đã vi phạm các quy định của đảng pháp luật nhà nước về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc quy trình thủ tục điều kiện tiêu chuẩn thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể chỉ đạo thực hiện không đúng quy chế làm việc của cán sự đảng quy định của pháp luật trong việc thẩm định đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam PVN. Dự án gang thép đội vốn 8104 tỷ đồng, ông Vũ Huy Hoàng làm sai những gì? Tháng 12 năm 2019, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ việc Ban cán sự Đảng bộ, Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án TISCO 2. Trong đó, ông Vũ Huy Hoàng Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng giai đoạn 2007-2016 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 là phù hợp với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Công Thương cũng cùng với các đơn vị cá nhân có liên quan khác đã có những khuyết điểm sai phạm. Đến thời điểm thanh tra, tổng giá trị của Tisco đã thanh toán cho dự án là 4.421 tỷ Việt Nam đồng, tổng dư nợ gốc lãi vay ngân hàng 3.900 tỷ đồng. Hiện nay, lãi vay của dự án vẫn phải trả 40 tỷ đồng trên tháng. Kết luận của cơ quan thanh tra cũng nêu rõ việc Bộ Công Thương ký văn bản đề xuất việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.104 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù trước đó các bộ ngành đều cho rằng không có cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là không đúng hợp đồng EPC, quy định của pháp luật về đầu tư. Điểm đáng lưu ý đến nay dự án ngốn hàng tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành. Năm 2014, nhà thầu dừng thi công, dự án đắp chiếu nhưng vẫn cộng số lãi vay khổng lồ. Dự tính dự án Tisco 2 mỗi ngày phải trả lãi ngân hàng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng, khoảng 1 tỷ 300 triệu, 1 tỷ 300 triệu mỗi ngày, nguyên tiền lãi chưa kể tiền gốc. Và trong diễn biến mới nhất về vụ ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố, báo chí đã đưa tin về việc ông Hoàng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh của tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Trước đó, liên quan đến vụ án Sabeco hồi tháng 8 năm 2019, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố ba bị can liên quan đến dự đất dự án đất vàng tại địa chỉ 24 và 6 Hai Bà Trưng quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can bị khởi tố và liên quan đến việc Cụ đất vàng biến mất vào tay tư nhân. Và dự tính rằng trong thời gian gần đây nhất, ông Hoàng Tàu, tức Hoàng Trung Hải, từng là cựu phó thủ tướng chính phủ và là cựu bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, vừa bị kỷ luật hồi đầu năm 2020, cũng liên quan đến dự án TISCO 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Và với những liên quan này thì theo dự tính có lẽ ông Vũ ông Vũ Huy Hoàng sau khi bị khởi tố là sẽ đến lượt ông Hoàng Trung Hải. Vì ông này đã là người chỉ định cho giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên gây thất thoát rất nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Dự đoán rằng những mức án nào sẽ dành cho Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng Ngày 10 tháng 7, tin tức lan nhanh lò chống tham nhũng lại rực lửa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng thời điểm, cơ quan này cũng công bố và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ này để điều tra về tội danh tương tự. Cả hai vị cựu Quan chức này bị cách chức và nguyên nghỉ hưu quan chức lãnh đạo cao cấp được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 khóa 13, Quốc hội phê chuẩn và chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng. Tiếp đó tháng 11 năm 2016 ban bí thư thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức cách chức. Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương thời gian 2011 đến 2016. Như vậy quá trình xem xét những sai phạm bắt đầu từ xử lý về kỷ luật Đảng của chính quyền cho đến thời điểm bị khởi tố, phải đối diện với pháp luật, vị cựu bộ trưởng này có thời gian chờ đợi là hơn 4 năm. Sắp tới còn một thời gian dài không ngắn nữa để chờ án và có lẽ không chỉ án về tội danh khởi tố như vừa công bố vị cựu bộ trưởng này đã từng có một quá trình đào tạo rèn luyện và thử thách bài bản và đầy đủ các bước ông đã từng bước trưởng thành và từ một cán bộ đi học ở nước ngoài về kinh qua các công tác lên lãnh đạo cấp phòng rồi cấp vụ trưởng thứ trưởng sau đó được đưa về địa phương làm phó chủ tịch quyền chủ tịch rồi quyền bí thư tỉnh ủy vào trung ương trước khi làm bộ trưởng bộ công thương đó là một quá trình dài không ít môi trường không thiếu thách thức rèn luyện và phương thức thẩm định đánh giá. Ông Hoàng cũng đã trải qua gần hai khóa làm Bộ trưởng 2007 đến 2016. Khi nhận chức Bộ trưởng, ông đã có những phát biểu rất gây ấn tượng, đầy hy vọng về một Bộ trưởng có trí thức, thạo việc và sẵn sàng hành động. Thế nhưng trái với những kỳ vọng. Theo như những gì đã công bố về sai lầm và khuyết điểm, ông là một điển hình về sự tha hóa nhiều mặt, trách nhiệm và trình độ quản lý yếu kém, dung nạp và sử dụng cán bộ đầy sai phạm, lạm dụng quyền lực để bố trí con cái đi nước ngoài như đi chợ. Ông đã từng được cảnh báo đã bị quốc hội đánh giá thấp qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm vậy mà ông đã không cải thiện tình hình, đã không dừng lại trước khi quá muộn. Người ta đã bàn nhiều về việc tất yếu sẽ diễn ra với ông và điều đó đã đúng. Người ta đang tiếp tục quan sát và chờ đợi việc cơ quan pháp luật làm rõ những sai phạm của ông, chờ đợi cái án sẽ tuyên với ông. Qua trường hợp ông Vũ Huy Hoàng và những vụ xử lý quan chức cao cấp thời gian vừa qua cho thấy không còn nguyện chuyện quan chức hạ cánh an toàn nữa, những tội lỗi đều sẽ bị trả giá, vấn đề là nhanh hay chậm một vài bước mà thôi. Qua trường hợp này còn cảnh báo lên vị trí lãnh đạo càng cao càng nguy hiểm. Nếu anh không có bản lĩnh, không giữ được phẩm chất thì sẽ dễ dàng bị tha hóa, sẽ dễ dàng rơi vào rơi xuống từ đỉnh cao và rất ê chề. Cuộc chiến đấu chống tham nhũng và tha hóa trong đội ngũ lãnh đạo vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh. Đại hội đảng lần thứ 13 đang đến gần, công tác chuẩn bị nhân sự đang tập trung và khẩn trương bài học từ trường hợp của bộ trưởng vũ huy hoàng càng trở nên thời sự với tất cả những người có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự và cả với chính cán bộ quy trình phương thức thử thách thẩm định và cán bộ càng cần phải bao quát tiếp tục theo sát để đề phòng sự sự tha hóa của cán bộ cán bộ được trao chức quyền cũng phải cảnh giác với việc buông lơi rèn luyện để giữ gìn phẩm chất của mình phải đề phòng với khả năng tha hóa của mình xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi